Chào mừng bà con trở lại với Facebook Cày Chảo của Cơ khí Nông nghiệp Vũ Hải. Hôm nay 23 tháng 1 năm 2021, anh em chúng tôi lại tiếp tục hoàn thiện dàn cày 5 chảo cho máy 65 mã lực để đi về Tân Kỳ, Nghệ An. Vâng, đi đây. Tân Kỳ, Nghệ An. Chảo này là chảo Mỹ. Đường kính chảo là 610. Made in USA. Đĩa này của ốp môn sân, ốp môn đê sân, sản xuất tại USA. Chào Hoàng Long nhá, cho xe to sang đây, nói rồi không nghe. Con này nó dài 3 mét cơ mà, chưa tính đuôi, đuôi của nó vào 3,2 mét. Em chào anh Robinson Crut nha. Chưa biết tên thật của anh là gì, chỉ biết toàn tiếng Tây thôi. Chúc tất cả các anh một ngày mới vui vẻ và một buổi sáng tràn đầy sức sống. Cày phá lâm 5 chảo. Cơ khí nông nghiệp Vũ Hải. Xóm 5, Liên Giang, Đông Hưng, Thái Bình. Anh em và bà con có nhu cầu sử dụng mọi loại sản phẩm về dàn cày cứ alo cho em 0982 975 256 hoặc là 0936 975 256. Dàn này nó vẫn bé đấy chú ạ. Ngày xưa còn một cái dàn mà để phát nó hết cái cửa này luôn. 3 mét mấy. Tháo cái đuôi ra thì còn 2,9 mét. Vẫn thừa hơn cái thùng xe con của em này khoảng 20 phân. Con của em có 2,7 mét mà anh đo còn phủ bì, còn đo lọt lòng nó chỉ có 2 mét, chưa được 2,6 mét. 2,6 mét rồi. Chào anh Chu Hổ Tinh Nghịch, anh Nam nhá. Em chào anh Cảnh. Sắp Tết rồi, mệt lắm cơ. Nhưng mà thôi thì cứ túc tắc lác đác lên đường một vài cái sản phẩm nho nhỏ để phục vụ anh em tất cả mọi miền. Mong sao đáp ứng cho anh em kịp tiến độ công việc để mùa xuân này có cái bánh chưng nhân đỗ. Ngày xưa có một cái dàn mà con sẽ nâng cẩu gãy cần. Anh. Vâng. Dạ. Tầm đấy. Có thể trên dưới một tí đấy. Vì con này máy có 65-70 thôi mà. Con hôm qua là rơi vào khoảng tầm 3 tạ 8. Vâng.
Ôi anh Cảnh ơi đừng trêu em nữa, tội nghiệp em ra. Anh em mọi miền có nhu cầu sử dụng cày chảo, lồng bừa các loại thì liên hệ cho em nhé. Địa chỉ của em là 65 Liên Giang, Đông Hưng, Thái Bình. Số điện thoại của em là 0936 975 256, 0982 975 256. Ôi, em kết thúc livestream giới thiệu sản phẩm tại đây thôi. Em vào công việc tí đã. Em xin chào tất cả anh em và mọi người.